thì xem ra chơi thì học sinh trường chuyên sẽ làm gì nào? Đây là trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái. Còn các bạn học sinh cấp 2 ra chơi sẽ thực hiện đá bóng, em tất nhiên phải xem bóng của nhà trường cả nhà nhé. Mời mọi người về trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái đá bóng. Sút vào. Ôi thằng bé sút trông rất chi là nguy hiểm. Đây là giờ ra chơi của các bạn học sinh trường chuyên. À, tất nhiên chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái rồi. Thật ra nhà đã vừa đã sút vào được một quả. Rất chi là ngầu. Chào con. Tôi các bạn trẻ con đang đá bóng. Nơi sút quả bóng vào lưới nó trôi luôn cả ra ngoài.